They want to go outside, but they can't go because they got the oil and garage. So you cannot go outside. You guys can watch.
already get there, no. His feet hurts. You better grow some feather before winter comes. It'll be too cold. Thời trên đó nói chị cũng mới giờ bước kinh chùa hồi lúc sáng nó chị cũng chỉ thả tôi bước lại. Và rồi nào là trời nó khổ nó luôn mê nó. Thế kinh chùa hồi á cho nó. Thank you.